Trân trọng kính chào quý khán thính giả đến với chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. SBTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay thứ ba, 12 tây tháng 11 năm 2013. Và nếu ngày hôm nay sẽ ra một ngày rất đặc biệt mà viết theo kiểu Mỹ, anh Dũng có thể tiết lộ cho khán giả cái đặc biệt này. Thường thường chúng ta nói là 1, 2, 3. Thì bây giờ người Mỹ người ta có cái số là 11, 12, 13. Là ngày hôm nay là ngày theo viết theo tháng, quý vị, theo người Mỹ là ngày tháng 11, ngày 12 và năm 13, tức là 11, 12, 13. Người Mỹ ta gọi là con số liên tiếp, từ tiếng Anh gọi là con số sequence number, theo như người Mỹ là một con số hên. Đó là cái ngày hên của người Mỹ, đúng không anh? Mà trước khi, chính xác. Trước khi đi đến cái chuyện hên xui đó thì chúng ta cũng biết là khi mà người Mỹ chúng ta cũng tin dị đoan dữ lắm, mà cái ngày hên thì thường thường sẽ làm những cái chuyện gì mà ta cho là cái hên nó sẽ đi với người ta suốt đời. Nhưng mà trước khi đi đến câu chuyện, xin trả lời thư của khán giả tên là Lan Vũ có đặt hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là tôi nhớ hồi lâu hai anh có nói về giúp đỡ từ thiện, tôi nghe không lầm anh có nói hầu như họ chỉ thật sự đưa tới những chỗ cần chỉ có 5.10% thôi, còn bao nhiêu họ ăn chặn hết, thế thì làm sao ai dám giúp vào thời gian này? Xin nói rõ là chúng tôi không nói họ ăn chặn, có lẽ là khán giả lại hiểu lầm với câu nói chúng tôi. Là hồi đó bản tin cho biết là có một số cơ cái tổ chức từ thiện mà gọi là chuyên nghiệp đó, tức là hàng năm họ chuyên môn đi gây quỹ từ thiện đó. Thì thay vì họ đi ra họ gây quỹ, ví dụ họ được 100 đồng nhưng mà họ không có người hay vì lý do nào đó họ lười biếng hay là họ không có điều kiện gì, họ lại coi như là mướn lại các cái nơi khác làm cho họ, tức là giống như là subcontract lại đó, thì cái chi phí nó tăng cao, thì cuối cùng họ chỉ gây quỹ được có 5 đồng thôi, họ phải chi phí hết 95 đồng. Đó là những cái cơ sở từ thiện mà công ty từ thiện, tôi gọi là công ty từ thiện chuyên nghiệp, tức là họ làm từ năm này qua năm khác. Thì đối với người Mỹ họ nghĩ cái đó cũng chẳng có gì sai, bởi nếu tôi không có khả năng tôi làm thì tôi mướn người khác làm thì cuối cùng tôi cũng thêm được 5 đồng còn hơn là không có đồng nào cả. Đó là một số cơ sở từ thiện mà gọi là chuyên nghiệp, thì trước đây người ta phát hiện nó ra là như vậy chứ không phải người ta bỏ túi, người ta đi mướn người khác làm. Và cũng khán giả này cũng tên là Lân Vũ, xin lỗi là khán giả Lân Vũ đó, thì cũng hỏi thêm một câu nữa là về Obamacare. Nếu bây giờ bị trục trặc như vậy thì tôi có thể xin qua, nếu mà làm đơn bằng mail thì có bị gì hay không và có đúng hay không? Thì xin nói cho khán giả Lân Nguyễn này biết là cái trục trặc đó có lẽ là bây giờ nó cũng đã đỡ rồi, bởi vì theo như chúng tôi biết là một ngày bây giờ một người một lúc có thể 17.000 người vào cái trang web healthcare.gov vẫn được, và nó chỉ đóng vào lúc 1 giờ sáng đến 5 giờ sáng mà thôi. Chúng tôi không nghĩ là có gửi đơn, nhưng mà chúng tôi biết là nếu mà muốn biết thêm chi tiết thì khán giả nên gọi qua cái số điện thoại của cái trang web này là healthcare.gov, là số điện thoại 1-800-318-2596. Xin nhắc lại là 1-800-318-2596. Thì không biết khán giả này ở tiểu bang nào, nhưng mà có thể gọi lên cái số này và nói là Vietnamese thì người ta sẽ có người tiếng Việt để nói cho mình, để chỉ cho mình cái cách làm như nào là hay nhất. Cái điện thoại thì không trục trặc, xin nhắc lại là 1-800-318-2596. Và xin nhắc lại cảm ơn tất cả những khán giả đã gửi email cho tôi, và mọi ý kiến cũng như thắc mắc quý vị xin tiếp tục gửi qua cái email là sbtnmorning@sbtn.tv. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ con số lucky, con số may mắn của anh Mai Phi Long đã làm cho thế giới thay đổi như thế nào, hay là ảnh hưởng thế giới như thế nào trong ngày hôm nay? Trước khi đi qua con số mà may mắn của ngày hôm nay, thưa quý vị, tôi phải nhắc lại cái chuyện anh Dũng vừa nói liên quan đến cái chuyện từ thiện. Không biết hôm nay hôm sao tôi không biết anh Dũng hôm nay hơi bị hiền trong cái chuyện này. Là thưa quý vị, cái người khán giả gửi lá thư vào nói rằng là các công ty từ thiện, các công ty là công ty thì là hơi méo mó quá, nhưng mà thực sự tổ chức công ty từ thiện, thì họ thu được và họ trả ra thì nhiều khi theo một số cái tính toán thì là rất là ít. Anh Dũng chỉ nói rằng là người ta đi thầu lại thôi, nhưng mà thật sự các người mà tổ chức các tổ chức từ thiện này họ trả lương cho họ cũng khá là lớn. Các vị giám đốc trong cái tổ chức mà chúng tôi cũng còn nhớ, Salvation Army hay là tổ chức Red Cross America, lương một năm họ cũng vài triệu. Nhưng mà tuy nhiên có một vài điều chúng ta cũng phải nhắc nhở. Ăn nhiều quá thì đương nhiên là không được, nhưng mà một số quan điểm của người Việt Nam chúng ta quan điểm là những người làm từ thiện coi như là quý vị phải làm free. Cái chuyện đó thì không bao giờ mà làm lâu dài được, thưa quý vị. Làm từ thiện nhưng mà người ta phải có gì để người ta sống, người ta mới làm được. Và đó là một trong những lý do mà nhiều người cho rằng là hầu hết là các tổ chức của người Việt Nam chúng ta, bất kỳ tổ chức nào mà hoạt động mà là non-profit organization, đó là tổ chức mà không phi vụ lợi Việt Nam, rồi từ từ sẽ bị sụp đổ. Vì cái chuyện là chúng ta không có clear được với nhau rằng là
tôi làm cái chuyện này phục vụ cho mọi người nhưng mà tôi phải có đồng lương để tôi sống, thì chúng ta không clear được nhau chuyện đó. Cho nên hầu như là các tổ chức người Việt Nam chúng ta thất bại vì chúng ta không có clear được chuyện này, trong khi các tổ chức của người Hoa Kỳ người ta vẫn mạnh mạnh, người ta sống hoài, lúc nào người ta cũng có cái người để làm những cái việc đó. Và đó là cái chuyện mà liên quan đến vấn đề từ thiện qua cái câu hỏi của một khán giả. Và trở lại cái ngày mà gọi là may mắn ngày hôm nay, viết theo kiểu Mỹ 11, 12, 13, thì ngày hôm nay là người ta đi chọn cái gì nhất, nhiều nhất thưa, thưa quý vị? Đó là người ta chọn ngày hôm nay là ngày đi đám cưới, ngày làm đám cưới. Làm đám cưới, người khác thì đi đám cưới. Người khác thì mình thì làm đám cưới. Những cái đoạn video clip mà quý vị sẽ cho quý vị thấy ngày hôm nay là các tiệm cưới ở tại Hoa Kỳ coi như là bận rộn. Và theo những cái, đây là một cái tiệm cưới ở tại New York thưa quý vị. Đây là một cô này. Hôm nay tôi quyết định tôi phải đám cưới vì ngày hôm nay là cái ngày ngày hên. Tôi không có tin dị đoan nhưng mà mọi người đều giữ cái ngày này, cho nên tôi cũng muốn cái ngày đặc biệt của cuộc đời mình phải là một cái ngày may mắn như thế. Và dễ nhớ nữa. Và dễ nhớ. Và thưa quý vị, các nhân viên mà làm cái tiệm đám cưới này cho biết rằng là những cái ngày mà được gọi là may mắn đó là đám cưới kinh hoàng luôn. Thí dụ có một ngày vào một năm có ba con số 7, ngày hôm đó 68.000 cái đám cưới. Và năm ngoái cái ngày mà 11 là năm kia chứ. Năm kia là cũng là hàng chục ngàn cái đám cưới. Và ngày hôm nay thì theo cái công ty này cho biết rằng là cũng có cái riêng cái tiệm đồ cưới này mà người ta chú ý xem là người ta cho biết có 2.000 người gọi là họ đã ghi tên sẵn là để ngày hôm đó chúng tôi đến lựa đồ cưới. Mà không chỉ ở đây này, một nơi mà gọi là mọi người đi đến làm về, đi đến làm đám cưới á, anh Dũng, ở Las Vegas. Thưa quý vị, ở Las Vegas thì ngày hôm nay thưa quý vị, những cái địa điểm mà để làm đám cưới mà là cấp tốc là right through, có cả right through luôn á, right through là coi như là chật chật người ngày sáng ngày hôm nay. Cái bên Nevada thưa quý vị là một trong những cái tiểu bang mà có thể nói là có cái thủ tục đám cưới có thể nói là đơn giản nhất nước Mỹ. Như chúng tôi nói là có right through luôn, rồi nghĩa là nhiều khi tiền nhiều tiền ít gì vô làm cũng được, thậm chí có mấy chục đô la vô làm cũng được. Quý vị chỉ trả cái tiền gọi là chi phí cho cái gọi là lệ phí cho cái bằng hôn thú thôi. Còn ngoài ra là những cái chi phí khác rất là rẻ, và có những người rất là nghèo đến đây làm cũng được, cái chả phải nghĩa là làm rình rang gì cả. Nhưng mà năm tới anh Mai Phi Long biết là ngày nào là ngày người ta sẽ làm đám cưới đông không? Năm tới năm 2. Cái đợt tới đó. Ngày 14 tháng 10 à. No. No 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 no. Ngày 13 tháng 12 năm 2014. Nó sẽ là 12 13 14. Quý vị khán giả nào của SPTN muốn lấy cái ngày hên đó mà hiện nay chưa có định làm đám cưới thì nên nhớ ngày đó. Ngày đó là ngày 13 tháng 12 năm 2014 năm tới, tức là còn tới hơn một năm nữa. Ngoại trừ quý vị cần phải lấy bây giờ thì lo lấy mùa năm nay, còn nếu mà có thể hoãn lại mà thích cái ngày mà gọi là may mắn đó thì nên đợi đến ngày 13 tháng 12 năm 2014. Và cái con số đó cũng dễ nhớ, mai mốt chúng ta cứ nhớ 12, 13, 14 là ngày đám cưới của chúng tôi là dễ nhất. Và có một câu chuyện cũng khá là vui thưa quý vị, làm cho không khí buổi sáng này chúng ta cũng có thể chúng ta tin rằng cuộc đời này còn có rất nhiều người vẫn có một cái tấm lòng rất là tốt. Quý vị có thể tưởng tượng rằng là mình mất đi một số tiền mà tiền mặt gần 100.000 Mỹ Kim mà mình mất đi, rồi có người lượm lại được số tiền đó mà đưa lại cho mình. Cái chuyện đó là vô cùng hy hữu. Thực sự ra số tiền nó không mất. Không mất. Bởi vì đúng rồi. Cái người giữ cái tiền, cái người làm chủ số tiền đó, bà không nghĩ là mất, bà biết bà tưởng nó nằm đâu đó trong nhà thôi. Đúng là nếu bà nghĩ mất là nó đã mất rồi, thấy không? Và câu chuyện nó liên quan đến một giáo sĩ người Do Thái quý ở bên tiểu bang Connecticut. Ông này tên là Noam Rupp. Ông có vợ 4 đứa con. Ông mua một cái bàn ở trên Craigslist, tức là trang mạng mà bán đồ rau vặt đó, trị giá 150 đô la thôi cái bàn của ông. Thì về nhà đó kê cái bàn vào á, nó bị gọi là dư một chút xíu. Thế là nhà vợ ông với ông tìm cách là cưa cái cửa bớt mà vô nó vẫn không vừa. Ông bảo thôi mình phải mở nó ra để mình gọi là ráp lại như nào. Thì thưa quý vị, xin bác kỹ thuật cho coi hai đây. Khi mở ra thì trong đó thấy cái bịch đen và trong đó có 98.000 đô la tiền 100. Hai vợ chồng nhìn nhau ngay lập tức, bảo mình không thể lấy số tiền này. Tiền này là của phải là của cái bà mà là của ai đó làm chủ cái bàn này. Thế là họ mới gọi người chủ cái bàn này là bà cụ. Bà mới nhớ ra là hồi đó bà để cái bọc tiền này, tiền của bà để trong ngăn kéo.
Nhưng mà khi quý vị biết, quý vị để ý trong ngăn kéo ta để đồ, nhiều khi chúng ta đẩy đồ vô đó, cái nó rớt, cái đó nó nằm trong kẹp, bà tìm không ra. Thì lâu ngày bà nghĩ là ồ rác nó lâu đó trong nhà, thì bà đâu có ngờ bà bán cái bàn này cho ông này, cái phép lý bà mới lấy về. Cuối cùng ông này đem trả bà số tiền này. Cái điều quan trọng là ông giáo sĩ Do Thái này, thưa quý vị, nhìn rất là trẻ, bốn đứa con còn nhỏ, cũng khó khăn đó. Ông đi lái một chiếc xe từ nhà ông đến nhà bà này, chở vợ và bốn đứa con đi trả. Anh biết mục đích đi để chở bốn đứa con đi làm gì? Để dạy cho bốn đứa con bài học lòng tự trọng. Cái đó mới là cái điều quan trọng cho câu chuyện này, chứ không phải cái chuyện 98 ngàn. Bà này trả lại 150 cho ông này và đưa ông này một số tiền gọi là để cảm ơn ông này. No, tôi không lấy. Và bà đã viết lại một bức thư, một cái tờ giấy để cho ông này thôi. Bà nói là tôi rất mang ơn ông cái chuyện này và tôi không bao giờ quên hết. Đây cái số tiền bà hưởng gia tài được. Và bà đã cash ra và đổi thành tiền 100. Quý vị biết, những người bà cụ già nhiều khi họ không có tin hệ thống ngân hàng. Nhiều khi ngân hàng bị bankruptcy, họ đổi, bà đổi ra tiền 100. Câu chuyện phải nói là câu chuyện rất hay. Mà tôi đọc, tôi thấy cái hay nhất của ông này là mang bốn đứa con đi. Bà và ông nói là tôi mang bốn đứa con tôi đi trả số tiền này để tôi dạy chúng nó, chứ không phải là cái chuyện gì khác. Và chúng ta còn nhớ cách đây không lâu trên chương trình này, anh em tôi nhắc đến một nhân viên bưu điện phải không anh? Ở trên Stockton cũng tìm thấy, ô đúng rồi, bà mày mua một cái đồ, một cái quần áo của ở Goodwill, thì trong đó có 10.500 đô la tiền cash, thì bà cũng đã trả, cũng còn nhiều người tốt. Hay là trước đây có một ông là cũng lượm được một cái số tiền trong cái bịch, ông homeless, ông này homeless đúng không? Vô gia cư mà cuối cùng trả cho người ta. Thì những người đó người ta cảm kích quá, người ta gây quỹ cho ông số tiền mà cho cái bịch đó là 50 ngàn, người ta gây quỹ cho ông được 100 mấy ngàn. Thì nhiều, nếu câu chuyện này để kết thúc thì chúng ta có thể tin là nếu làm điều gì tốt thì nó sẽ cái vật tốt đến với chúng ta, đúng không Long? Vâng, thưa quý vị, đương nhiên nếu mà chúng ta đặt cá nhân chúng tôi, đặt chúng tôi vào trường hợp này, phải đây là một cái cám dỗ. Cám dỗ lớn lắm, quá lớn. Biết quá là lớn. Chúng ta có đầu hàng hay bởi không? Bởi vì bà kia bà không biết là bà mất. Cho nên cái câu chuyện này thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là đem cho chúng ta nhiều thử thách hơn là cái phần thưởng mà chúng ta nhận được sau đó, hay là chúng ta sẽ có một phần thưởng lớn hơn khi mà chúng ta trả lại cái số tiền đó. Nhưng mà gần hơn thưa quý vị, chúng ta sẽ làm gì cho cái cơn bão vừa đánh vào Philippines trong những ngày vừa qua? Chúng ta sẽ làm gì?